Thưa quý vị, trong buổi họp báo thường kỳ quý 3 diễn ra hôm qua, Bộ Công Thương cung cấp thông tin liên quan đến dự án Luật Điện lực sửa đổi. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Điện lực sửa đổi là việc chính phủ sẽ độc quyền xây dựng dự án điện hạt nhân. Hiện nay, Bộ Công Thương đang nghiên cứu lại thực tiễn để đánh giá việc có nên triển khai hay không. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, với sự phát triển của năng lượng tái tạo, thì vai trò của điện nền, trong đó có điện hạt nhân là rất quan trọng. Về lựa chọn công nghệ phát triển điện hạt nhân, Bộ Công Thương sẽ lựa chọn công nghệ thế hệ mới đã được áp dụng thực tiễn, mục tiêu nhằm đảm bảo tối đa an toàn, đưa rủi ro về bằng không. Hiện Bộ cũng đang nghiên cứu và thấy có một vài phương án phù hợp.